Sáng 22 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp, 31 tuổi, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, và Nguyễn Trọng Nghĩa, 22 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 12, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện bắt giữ Đặng Văn Hoàng, 23 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, và Nguyễn Đình Trúc, 19 tuổi, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, có hành vi buôn bán tàng trữ hàng cấm, thu giữ tang vật gồm 7 kg pháo. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số pháo qua mạng xã hội của một người không rõ địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàng và Nguyễn Đình Trúc về hành vi buôn bán tàng trữ hàng cấm. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã cử một tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh xác minh. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ được Nguyễn Trọng Nghĩa, tạm trú tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng đã cung cấp pháo cho Hoàng và Trúc. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Nghĩa, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 5 hộp pháo loại 49 quả, có khối lượng 8,6 kg. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp, tạm trú tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng đã cung cấp pháo cho Nguyễn Trọng Nghĩa. Kiểm tra tại phòng trọ Điệp sinh sống, cơ quan công an phát hiện thu giữ 98 khối pháo loại 49 quả, 142 bao pháo bóng, 40 hộp pháo cuốn. Tổng khối lượng pháo thu giữ là 286,7 kg. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Điệp khai nhận, thông qua mạng xã hội, Điệp có biết một người cho bán các loại pháo và đã liên hệ đặt mua pháo mang về phòng trọ cất trữ. Sau đó, Điệp lên mạng đăng bài quảng cáo cho bán cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời.